Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với kênh Trần Thảo Văn Khang, Thảo Auto Bình Dân. Và tiếp tục clip hôm nay thì em xin giới thiệu đến quý vị và các bạn Hydrolo chuyên về hát karaoke. Vì ha, Hydrolo này đến từ thương hiệu Ramsa của Nhật Bản. Đây, Hydrolo trước mặt hình chúng ta. Thì trước khi tiến vào xem tất cả các cái tiếng lo cũng như là cấu hình của nó thì em xin phép được mở căn nó ra đi ha, để quay chi tiết cận kẽ và soi từng cái góc cạnh cho quý vị và các bạn xem cái độ đẹp của đôi lo, hai đôi lo này quý vị nha. Đây là hàng mua tại siêu thị Nhật, tất cả còn nguyên liệu, cái siêu bọc cái căn nó vẫn còn kìa quý vị ha. Đó thì hôm nay cũng về được một ít đồ mình bóc lên đây, là mình giới thiệu cho anh em hai đôi lo karaoke này trước vậy ha. Còn mấy cái phần lòng vòng thì mình sẽ hẹn anh em mà có clip sau quý vị nha. Rồi bây giờ thì em sẽ mở căn để cho quý vị và các bạn chiêm ngưỡng nhan sắc của hai em này. Bây giờ thì hôm nay em lên clip này giới thiệu đến quý vị và các bạn này hai đôi lo đến từ thương hiệu Ramsa của Nhật Bản. Hai đôi lo này là dạng karaoke rất là hay quý vị ha, và trả lời rất là tốt, bởi vì bass nó thì bass hai tấc, cụ từ rất là to và cái chất còi cụ từ cũng rất là to luôn quý vị ha. Còi giống như là còi tay dôi của loại JBL luôn quý vị. Đấy, thùng có thể đặc biệt là thùng nhựa với ha, thùng chất liệu nhựa đặc biệt của hãng nó thiết kế ra cái loại này. Tuy là thùng nhựa thấy vậy nhưng mà nhựa nó rất dày. Đó, nhựa thì nó cũng dày có khoảng 2 phần này, cho nên là chúng ta hát nó rất là có bass vậy ha. Đó, bass quýnh rất là tốt nha. Thấy vậy chứ đôi này thì em đã tiếp đã mà từng bán và đã từng có nghe chắc âm của nó rồi. Tiếng rất tốt vậy ha. Và thì nếu mà anh em nào chưa có xem được cái chưa biết được cái kích thước đôi lo này thì mình cũng qua cái clip này mình cũng đo cái kích thước để cho anh em và quý vị và các bạn chúng ta nắm được cái kích thước của đôi lo này luôn đi ha. Ramsa A80. Đấy. Chiều cao thì được 42 cm vậy ha. Chiều cao nó 42 đó. Và chiều ngang là được là 26 cm, ngang 26. Và cái hậu sâu của nó là được 22 nha quý vị nha. Hậu sâu là được 22. Đó là cái kích thước của cái dòng lo Ramsa này vậy nha. Rồi đây nè, đường kính của bass mình cũng kéo cho quý vị xem luôn. Đường kính của bass vậy ha, phổ bì thì 21 nhưng mà bass này thì chúng ta gọi là bass 2 tấc 20. Còi thì rất to vậy ha. Đây ngang còi thì được 13 phân. Đây ngang còi 13 phân. Bề xuống thì cũng 12 phân rưỡi vậy ha. 13 luôn chứ. Để đúng thước là 13 luôn chứ. Cái họng này coi như là nó vuông vậy ha. Và cấu hình lo thì rất là đẹp nè. Bass 2 tấc, cái chép còi. Quá đẹp luôn quý vị ha. Đây, cái màn thì em sẽ soi từng chiếc màn cho quý vị và các bạn xem nha. Thùng vách thì cũng như nhau. Cũng còn rất là đẹp, cũng không có bị chảy xước gì hết trơn đi ha. Không có chảy xước gì mà đáng hết trơn. Sang sát rất là nhẹ, rất là nhỏ. Đó. Lo này thì còn nguyên bụi bãi luôn, mình chưa vệ sinh luôn nữa gì ha. Nhưng mà mình bảo đảm với quý vị và các bạn là tất cả các lo đều hoạt động tốt hết nha. Bởi vì các lo này mình mua siêu thị thì là trong đó có ghi là hoạt động bình thường, cho nên mình mới mua vậy ha. Đó, một cặp vậy nha. Cặp này thì đây em xoay xung quanh cho quý vị và các bạn xem luôn, để chúng ta khỏi lăn tăn khi vào việc với nhau quý vị. Đó, thùng vách rất là chắc chắn vậy ha. Này là một hai miếng nước rớt vào là không có hơi gì hết vậy ha. Lau chùi chơi tiếp. Đó, và ở phía sau nó thì đều đóng được cái đóng cái chữ Ramsa nổi luôn gì ha. Ramsa đóng nổi luôn. Và số series của đôi này thì 070 500, cái thùng ở đây. Bên đây thì 070 461. Đó, nó cách nhau khoảng 39 thùng vậy ha, tương đối gần nhau. Nó tính ra là nó cũng đúng một đôi vậy ha, đúng một đôi. Đó, thì đôi nào thì có số series thùng kia nọ, tất cả các thứ thì nó chính xác. Quý khách lấy đôi nào thì em sẽ giao đúng hàng đôi đó vậy ha. Đó. Đây, thành vách rất là đẹp vậy nha. Lưới thì là lưới sắt thôi ha, và trên lưới nó thì nó có đóng cái chữ Ramsa trên lưới luôn. Đó. Lưới thì lưới bằng sắt nha, lưới bằng sắt, lưới bằng sắt đóng chữ Ramsa trên lưới luôn, lưới bằng sắt có gì ha. Ở đây thì mỗi một cái lưới đều có 4 con ốc vậy nha, 4 con ốc dài, con dài có cây số, ý lộn, con dài có khoảng 5 phân 6 phân gì đó gì ha. Bật xuyên vô đây để giữ lưới lại, cho nên là chúng ta muốn mở lưới chúng ta phải mở ốc ra vậy nha. Đó, rất là chắc chắn vậy ha. Lo này có thể hát ngoài trời được luôn vậy ha, hỗ trợ lời ngoài trời là chơi tới nái luôn. Rồi thì tiếp tục một đôi vị ha. Tới đôi thứ hai
Không, đôi này mình cũng xin báo giá giao lưu trực tiếp đây cho quý vị các bạn luôn. Cái đôi này hình thức nó thì nó có vẻ là nó đẹp hơn cái đôi kia, đẹp hơn về cái màn của tiếng Lobat nè. Cái này màn nó hơi hơi màu không có vàng không, còn cái đôi kia thì màu nó vàng. Biết đâu cái màu đôi vàng này nó lại hay, nhưng mà thấy nó hơi cũ hơn tí. Thì chính vì đó thì đôi này thì em xin giao lưu đến quý vị và các bạn, ta với giá là 4 triệu quý vị nha. Bữa trước thì 4 triệu 2, hôm nay thì là giờ được hai đôi thì em xin bán nhanh cũng như là giao lưu nhanh với anh em, để em sụt giảm 200, lì xì 200 cho anh em uống cà phê. Đôi này còn 4 triệu đôi quý vị ha, 4 triệu đôi này. Rồi xong đôi này đi nha. Và tiếp tục cái đôi này thì đây, về hình thức cấu hình của nó thì cũng y gan như đôi kia, cái chép nó có vẻ đẹp hơn luôn quý vị ha. Nó đóng bụi, chép nó có vẻ đẹp hơn luôn, cũng thấy luôn đẹp hơn luôn. Và cái tiếng lo bát thì cũng đẹp, không có lỗi gì hết quý vị ha. Nè, nhưng mà màu nó hơi ngã vàng quý vị ha, ngã vàng biết đâu nó xịn sò hơn là cái không ngã vàng quý vị. Đó, chép này, đây nè, ngã vàng nè, đó ha, gạt đẹp ha, nhìn cái ngã vàng nhưng mà gạt đẹp nha. Nè, đó là sát gốm là giống như nó lên dầu thôi, chứ ngoài ra đây không có sửa chữa gì cho quý vị ha, hai bên luôn. Đó, đó, thùng vách nè, thùng vách nó thì cũng rất là đẹp luôn quý vị nha. Phòng này có thể đẹp hơn thùng kia nữa, nhưng mà mấy đôi này mình thấy là thường thường là nó đẹp lắm, tại vì nó có bốn cái, mấy cái này nó cao hơn cái thùng, mà khi mà để chiều ngược chiều xuôi gì cũng được, bốn cái trụ đó nó bảo vệ hết, bốn cái chân bảo vệ hết, cho nên là nhìn nó rất là đẹp, không có bị sức mẻ gì hết ha. Mỗi thùng đều có đóng chữ Ramsa trên thùng hết nè. Rồi số seri của này là 170350, ở đây là 170023 á, nó cũng cách nhau cũng tầm 350 với là 023. Thùng này thì nó cách nhau khoảng 300 thùng thôi ha. Đó. Rồi, khi mà hai cái nãy là hai cái mặt đắp vô, bây giờ tới hai cái lưng nó ấp vô cái gì nha. Đây. Cũng đẹp sặc sỡ luôn đi ha. Đó. Cái dòng này nó nhìn nó rất là đẹp quý vị ha. Nhìn nó có vẻ rất là chắc chắn. Và đặc biệt thì các cái dòng loa này, dòng loa Ramsa WSA80 này thì cái thiết kế chạm lo của nó thì nó thiết kế nhiều cái đường vào cho chúng ta chơi dễ. Thứ nhất là chúng ta có thể gắn dây bình thường vậy ha. Thứ hai là chúng ta có thể xài gắt 6 ly theo dạng sân khấu, ta ghim thẳng qua đây. Và đây cũng có cái là cái jack truyền ra ngoài. Nếu chúng ta tiếp nối tiếp thêm một cái lo nữa thì dẫn ghim vô được. Vì để mà chúng ta nối cho đỡ tốn dây vậy ha. Đó là cái nguyên lý và cái cách thức của nó, cái cách của nó, ý định của nhà sản xuất người ta như vậy. Rồi thì cái đôi lo này thì em cũng giao lưu giá, giao lưu đôi lo này đến quý vị và các bạn chúng ta. Lưới thì cũng là xịn sò xin đẹp luôn vậy ha. Đó, màng thì hay ngã màu vàng gì. Thì đôi này thì em xin giao lưu đến quý vị và các bạn chúng ta với giá là 3 triệu 9 vậy ha. Bao sóng bao tốt bao xin, bao sóng bao lo hoạt động tốt bao xin cho quý vị và các bạn nha. Hai đôi nào cũng bao sóng và bao xin hết. Quý vị và các bạn có muốn đôi lo nào thì em sẽ gửi clip test từng sản phẩm cho quý vị và các bạn nha. Bởi vì khi mà mình tách nhặt nhiều quá thì đôi khi cũng không tốt vậy ha. Đó, quý vị thông cảm giùm em. Rồi thì giá của hai đôi là em có báo từng đôi vậy ha. Nếu quý vị và các bạn nào thích đôi lo nào, quý vị có thể liên hệ với Trần Thảo Khang. Số điện thoại 0902764784 để chốt đơn vậy nha. Hàng thì em có bao ship toàn quốc vậy nha. Khi có cọc thì em sẽ ship vậy ha. Số còn lại thì bên cái đơn vị vận chuyển ship hàng thì người ta sẽ thu hộ. Đó, quý vị khi mà quý vị hàng tới nơi thì quý vị được kiểm tra hàng trước khi nhận hàng vậy ha. Rồi, tới đây thì em xin tạm dừng clip. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành chút thời gian để xem hết clip. Nếu quý vị và các bạn nào khi đang xem kênh Trần Thảo Khang của em mà quý vị chưa đăng ký kênh, quý vị cho em xin một lượt đăng ký nhé quý vị nha. Vì đăng ký kênh thì quý vị sẽ cập nhật thường xuyên cũng như là theo dõi thường xuyên các clip khi Trần Thảo Khang up lên mỗi ngày. Và quý vị tiện tay xin vui lòng cho em xin một like cũng như là một lượt chia sẻ bài để cho mọi người đều biết đến kênh Trần Thắng Khang. Có những món hàng rất là đẹp, xịn sò nhưng mà giá rất là tốt cho anh em dễ chơi vì ha. Rồi, em đến đây em xin tạm dừng clip. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Xin chào. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào clip sau.